em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là khế gân. Khế gân này là trái của nó chua nha cô chú anh chị. À, khế gân là cái khế này nó càng già thì lớp da nó càng bong xù lên, nứt da ha. Rồi, mấy cái này là dạng cây mini thôi nha anh chị. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho cô chú anh chị. Rồi cái cây đầu tiên là mã số B36. Cái cây này nó đâm chồi hết anh chị, khế mà mình để nó đâm chồi thì mình trồng rất là dễ sống luôn ha. Mấy cái nhánh to thì nó lâu đâm chồi hơn mấy nhánh nhỏ nè. Là cây dạng em đi lên chị nhìn dạng em to hơn cây này xíu ha. Rồi mã số này là mã số B36. Rồi hoành ở đây là 16 hoành. Chiều cao là 48. Mấy cái này một cỡ bầu là khoảng 18-19 nha anh chị. B36 cây này là em giao lưu với anh chị 350 bao ship. Mấy trà non có thể dẫn chuyện đi dập gãy nha anh chị. Trà non này nó mềm nè đó, nên em ốp giấy thôi ha. Cây phôi bên em ốp giấy thôi nên cái trà non có thể bị dập héo ha. Ra trà khác nha anh chị. Rồi mã số B37. Hoành đây là 16,5. Chiều cao là 60. Mã số B37 350 bao ship. B38. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mã số B38. B38. Hoành là 19. Chiều cao là 52, nó cũng giống trời hết nha anh chị. Rồi mã số B38 350 bao ship. 350. B39. B39. Trời anh chị nó cao lên nha. Hoành 15. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nghe cô chú anh chị. Hoành nó 19,5. Chiều cao nó là 58. Cái đế này anh chị. B48 400 ngàn.
B49 400.000. B50. Hoành nó 16. Dễ khá đẹp. Chiều cao nó là 64, này hoành mười mấy thôi nha. Vậy cái nhỏ. B50 350. Quá đẹp luôn. B51 dáng anh chị. Nhỏ cây mà dáng khéo ha. Hoành nó 15.5. Chiều cao 44. Này lúc bứng cây nó hơi chạy da xíu không. B51 450 to xíu. B52. Năm trời chưa. Hoành nó 14.5. Chiều cao nó là 47. B52 200.000, bao ship luôn nha anh chị. B53. Rồi một cái thân này là 14. Chiều cao 50, hai này trung bệ luôn nè. B53 300.000, bao ship. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô cần thân. Mấy cây này là cây cần thân em cắt phôi hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, cây nào cũng cũ đẹp đẹp không ha. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. A21 nha anh chị. Nó bắt đầu nhú trời lại nè anh chị, em cắt phôi giờ nó nhú lại rồi nè. Hoành cây 22, chiều cao là 20. A21 250 em bao ship. Cần thân rất là dễ sống nha. A26. Rồi cũ nó 25. Chiều cao nó là 21. A26 300.000. A31. Chim. Đó, dáng của nó nằm rất là đẹp luôn. Chiều cao 25. Chiều cao 25. Rồi mã số A31 350. 350. A32. Anh chị chốt kỹ cái mã số giùm em ha, là phải đúng cây anh chị, tại em có đánh mã số trên cây hết. Rồi em đo ngay cái chỗ này là 20 này nha anh chị. Chiều cao là 18. Rồi mã số này là A32 300.000. A33 siêu phẩm, củ to từ trên to xuống. Hoành đây 29 nha anh chị, chiều cao nó là 26. Dưới đây còn đế nữa. Rồi mã số A33 400.000 em bao ship. A36 lại dễ sống lắm nha anh chị, nhú một cái chân. Rồi dưới đây 23. Chiều cao là 19. A36 250. A39. Thì tại đây da nó vậy nha chị nè, chị coi nè. Hoành nó 26 ở dưới này. Chiều cao 19. A39 300.000. Mã số A40. Hoành dưới đây 27, chiều cao 23. Rồi mã số A40 350. A44. A41. Rồi 41. A41 nghe cô chú anh chị. 40.1. Em đọc số số. Hoành ở đây là 23.5. Chiều cao nó là 18. Rồi A41 300.000. A42. Bây giờ mình chồng mình ủ chấu xí dừa anh chị dễ sống. Hoành mấy 26, nó cũng như đó nha. Chiều cao 20. A42 250.
A44 A44 nha anh chị. Hoành nó 25, cao là 21. A44 300.000. A47 hoành 24, chiều cao 18. A47 250. Xin cháu xin vừa ủ vô nha anh chị. A49 hoành nó 22 ở đây, chiều cao nó là 18. Rồi A49 250 bao ship. Rồi A51. Rồi cái này gù rất là to rồi chứ anh chị. Rồi em đâu hoành ngay đây là 26, chiều cao là 27. A51 350. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô hồng ngọc mai. Nó có hoa có trái luôn nha anh chị. Trái giống như trái cherry vậy đó. Trái ăn được nha cô chú anh chị. Cây này sống khỏe thuần chậu. Em giao lưu mỗi lần một cặp nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đi qua có xem á, nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo những video mới nhất nha cô chú anh chị. Cô anh chị có thể xem mặt hoa và trái trên góc màn hình nha cô chú anh chị. Em có để trên góc màn hình đó. Cặp mã số A4. Quanh nó là 11, chiều cao 17. A4 300.000. A9 quanh cái này là 10, chiều cao 20. A9 300.000. A11 quanh cái này là 11, chiều cao 19. A11 300.000. A12 quanh nó là 11, chiều cao 21. A12 300.000. A13 quanh nó này là 7, chiều cao 19. A13 300.000. A16 quanh nó là 11, chiều cao 18. A16 300.000. Tất cả cô chú anh chị ha, hôm nay em mới về được loại kích rễ của Trung Quốc này. Hổm gài khoảng chừng 1 năm trời rồi, cái biên giới đóng cửa đó anh chị, nên không có nhập hàng được ha. Giờ mới về ha anh chị. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha, kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500g. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gói này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Do đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về, mới hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi. Anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200.000 một gói 500g này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cây bành kia bằng gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120.000 mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục.
ít rất là lụt ha. À, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. 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 Chị xem ha, ngọt ngơ nó nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó. Chỉ 120.000 em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150.000, 180.000 một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái chữ cho anh chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha. Nhật nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. Đó, em bao ship tận nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mới cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Đó, anh chị xem ha. Lưỡi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cạp ha. Rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản. Bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó. Cây cưa như thế này. Đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000. Đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000. Đó, em bao ship cho mình. Nè, em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bán luôn ha. Nè đây. Anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó, nè. Bao bán luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai đây. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Ha. Đây. Cưa lách. Rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha. Tầm khoảng 23 cm anh chị ơi. Nè, 23 cm. Em ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 sen. Tính cái cán luôn là cỡ 30 sen, còn cái lưỡi không là khoảng 25 sen nha anh chị. Đó, 23 sen. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với anh chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó. Mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha. Một cây em không bao ship nha chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.